xù vàng rực lửa. Như đã hứa hôm nay quay video cho mọi người xem con xù. Quay cho mọi người xem con gọi là tên của nó, gọi là con lửa. Đuôi bông gọi là vàng cháy luôn. Đây, một cặp luôn. Hôm trước quay một cặp, hôm nay cũng quay một cặp luôn. Một con cọc và một con bắc hà. Đó, hai thằng đực đang thì làm trò, hai thằng đực nhá. Thôi không xù lông lên với nhau đâu. Nào, hai thằng cùng xù lông kìa. Đùa hết trò rồi à? Hả? Hai thằng đực, ta đấm với nhá, chứ không xù lông lên với nhau là ăn đấm đấy. Hai con cùng xù lông kìa, ghê gớm không? Đang khịa đấy. Nếu mà nói về độ cháy thì bây giờ có thể xác định là cháy như nhau kìa. Con cọc xù, con cọc này thì lông của nó tương đối là dài, nó cũng không đến mức cọc xù đâu, nhưng mà nhìn nó khá là bờm. Nhưng mà nhìn đó, nhìn cái lưng của nó đó, đây, nó khịa nhau này, cái lưng của nó xù lên đấy. Này ok rồi, không khịa nữa rồi, lồng cháy luôn. À, hôm nay thì là bông đuôi của nó bông hơn rồi đó. Hôm trước là cái đuôi của nó mới phất, hôm nay là sau cái video trước đến hôm nay là được 1,5 tháng, vẫn chưa hoàn thiện được cái đuôi đâu, nhưng mà đuôi hôm nay là cũng bông lắm rồi. Tuyệt vời chưa? Nay mà nuôi trong nhà có thể nói là mỹ mãn luôn. Đây là một con đực. Con này thì khi chạy thì nó đuôi nó mới vắt ở trên lưng, đi lại bình thường thì đuôi phe phẩy đó, cháy luôn đấy. Lưng này, lưng cỏ, lông cỏ và lông lưng này rất là dày và dài, quá là đẹp, dài luôn. Ra đây anh xem nào, ra đây chơi. Đó, ngoan chưa? Thôi nào, lại khịa nhau. Này, khịa nhau mà xù lông lưng lên là ta đập cho mỗi con cái đấy. Đấy, ra cái hai con cùng xù lông lưng này. Đây này, khi mà con chó nó cà khịa nhau ấy là hay là con chó nó khịa người, nó dọa người là lông lưng nó sẽ xù lên như vậy. Nếu mà mọi người mà đi mà gặp những con chó thả rông ấy, mà nếu mà lông của nó bình thường, hoàn toàn bình thường thì nó ok. Thì nếu mà nhìn thấy cái lông của nó dựng lên như thế này, tức là nó đang có một cái độ đề phòng. Đây, như thằng cọc này là nó vẫn đang đề phòng rồi này, nó vẫn đang đề phòng thằng kia vì nó ra sau, độ đề phòng nó cao hơn. Đây nào. Đây. Vẫn xù lông lưng lông cổ đấy, ghê con nhà bà gớm. Mảng màu phải nói là cháy khét luôn, phải nói là rực lửa. Này mà cách đây khoảng 2 năm thì hai con này thì muốn đoán hai con này thì nhẹ nhàng phải 20 triệu thì mới đoán được. Nếu cách đây 2 năm, bây giờ thì giá nó rẻ. Vì bây giờ là cái người có tiền đấy, người mà sẵn tiền thì không có thời gian nuôi. Cái người mà có thời gian nuôi thì không có nhiều tiền đó. Những cái người mà vừa có tiền vừa có thời gian nuôi là ở trong giai đoạn này là ít. Thế cho nên là giá nó sẽ rẻ. Đó, hai con này là mình đang muốn nhường đi một con. Muốn nhường đi một con, con nhường con cọc cũng được và nhường con bắc hà kia cũng được. Con này gọi nghe là con nào? Con cọc á? À? Khịa ghê. Thằng xù này khịa. Thằng xù này hơi béo và cũng không được thả nhiều, cho nên là cái tai của nó lên tai nhưng mà nó chưa có cứng. Thả thì nó sẽ cứng. Hai thanh niên mãi vẫn đang thì tìm tòi vườn. Hai con này tính ra là tuổi của nó tương đương là bây giờ nó bao nhiêu tháng nhỉ?
mười mấy tháng, chắc khoảng tầm 12 tháng. Có được không? Có được 12 tháng không? Không được. Khoảng lần trước quay video là lúc đấy nó mới hơn 6 tháng, 7 tháng. Bây giờ coi như 9 tháng. Thế thôi, 9 tháng đấy. Đó. Cháy khét luôn. Ừ. Chào em. Ra đây anh xoa tí nào. Ra xoa lông, xoa tí ra đây. Ý sợ. Thanh niên. Mặt đẹp chưa? Mặt rất là yêu luôn. Đốm lưỡi. Úi giời ơi, sao trêu con nào mà nó cắn cho sứt cả má kìa. Úi giời ơi, khổ. Đừng có ở đấy là có con con nhóc con kia nó láu nháu, đừng có mà trêu nó này băng cho bị phát mõm rồi kìa. Đây, có vết này này. Khổ thân thằng bé nhỉ. Yeah. Đấy, có vết ở má này. Yêu chưa? Đây là nó thay lông nhưng mà lông nó chưa đủ đâu. Như con này là chắc chắn là sẽ có bầm cỏ này. Nhìn cái lông đuôi của nó mọc, nó còn đang chưa mọc đủ. Và ở cái tuổi này của con chó nó cũng chưa phải là cái tuổi đủ lông. Nhìn cái khung dáng của nó này. Khung dáng của nó là gọi là cao dài, là chuẩn con Bắc Hà này. Bụng hơi thắt một tí này. Đấy, chuẩn đét luôn. Đuôi bông lau, lông dày, siêu dày luôn. Lông dài có khi phải một ngón tay. Rất đẹp luôn. Đúng mà nói mà nhà mà ít chó, giữ lại con này nuôi con trong nhà là tuyệt vời luôn. Nhưng nhà nó nhiều chó quá. Cực kỳ đẹp luôn. Nên con này là nếu mà gặp cái người yêu chó thì sẽ để nhường để cho mọi người nuôi. Còn nếu không thì có thể sẽ giữ lại nó để nuôi sau cho phối với lại con Bắc Hà trắng. Cái chủ yếu ấy là lưỡng lự cái việc giữ nó lại. Cái chủ yếu ấy là lăn tăn là cái việc giữ nó lại để cho nó phối con trắng, là vì là sợ là nó sẽ ra cái con nó màu nhạt. Vì bình thường bây giờ nó đang con Bắc Hà trắng ghép với con Bắc Hà trắng thì nó ra đẻ ra cho con trắng là ok. Nếu mà ghép với con vàng này mà nó ra cả con trắng cả con vàng rực thì ok. Nhưng mà sợ nhất là ghép với con vàng thì nó lại ra cái con vàng nhạt, hay nó ra màu lung tung thì nó không được đẹp. Hai con đều rất là quấn người. Một con cọp, một con Bắc Hà. Đó. Cái con cọp với con Bắc Hà nó khác nhau như thế nào? Nhìn cái khung mặt của chúng nó này. Cái khung mặt của con Bắc Hà nó, cái khung mặt của nó hình thang. Tai cụp thì rồi, nhưng mà cái khung mặt của nó là cái khung mặt nó hình thang. Đó. Quá xinh luôn, cực kỳ là quấn người luôn. Miễn bàn nhỉ. Xem nào, há miệng ra anh xem là có đủ răng không. Nuôi chơi thì cũng chả quan tâm gì đến đủ răng hay thiếu răng đâu, nhưng mà đây thì nó đủ. Xem nào, để sau còn cho phối. Răng trên là đủ này. Ra đây anh sợ tí. Kiểm tra tí há miệng ra, răng dưới đủ luôn. Đó. Lắc bên cạnh cái là há miệng ra là nhìn được. Đủ răng nhé, full. Đó, khi chạy thì đuôi vắt để trên lưng. Đó, ai mà thích đuôi một trong hai em này thì trong nhà có thể nói là tuyệt vời luôn. Quá đẹp luôn. Thích đuôi một trong hai em thì sẽ nhường một em. Nói về độ lông vàng cháy thì hai con cháy như nhau. Đấy là hai con đầu là rực lửa. Còn cái con cọc kia lúc trước cảm thấy nó không rực bằng con này, nhưng như bây giờ như thế nó rực như nhau. Hai con nó đứng gần nhau rực như nhau. Đây nó ra màu này, nó là màu lửa rồi. Chứ
chứ nó không phải màu vàng nữa rồi. Nuôi con chó ấy, quan trọng nhất là con chó nó thuần người. Nó thuần người, nó quấn người, quấn chủ. Tất nhiên bọn này cái bản năng của nó về trông nhà hay là săn bắt thì nó là bản năng rồi. Con cọc này, cái khung của nó cũng rất là đẹp. Cọc và lông hơi dài một tí. Lông hơi dài một tí so với con cọc bình thường. Và con cọc này cũng có khả năng là không biết là nó có bờm không, nhưng có thể là nó sẽ có bờm. Có thể à. Đó. Như hiện tại bây giờ thì lông của nó là ok, chuẩn. Đó. Lông bây giờ, lông của nó đang chuẩn. Con này cọc tịt. Con này thì là con của con sẹo. Đẹp tuyệt vời đấy. Đây, hai con, hai thanh niên. Bây giờ không xù lông nữa rồi. Lúc mới ra là còn khịa nhau. Đấy, nắn cho nó một tí đấy. Khi mà nuôi những cái con đực, khi nuôi những con đực với nhau. Đây, hai con này là mình nuôi ở hai chuồng khác nhau. Thả ra thì nó khịa nhau tí, nhưng mà nắn một tí là chúng nó lại ok, êm ái, chơi với nhau. Nhưng mà nuôi các con đực với nhau ấy thì có thể là thả chúng nó chơi chung này kia ok. Miễn là đừng có con chó cái lên giống. Nếu mà khi có chó cái lên giống thì không cho chúng nó được tiếp xúc với nhau. Nếu không mà chúng nó sẽ bụp nhau. Đây, bông lau này, vẫn chưa vệ sinh xong à. À, tướng tá rất đẹp. Ok, ai mà quan tâm cún mông cọc Bắc Hà thì liên hệ với trại qua Zalo số điện thoại 0901008234 nhé. Chó ở Hà Nội di chuyển toàn quốc. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.